Làm sao để con người ta bớt nóng giận? Lớp mình chuẩn bị 5 phút nữa vào lớp nha. Các em lấy cho thầy ly nước cái. Ây da. Ây da, nóng quá, nóng quá. Lấy cho thầy ly nước đá đi các em. Rồi, cảm ơn em. Trước khi vào lớp thì chúng ta tâm sự một chút xíu ha. Các anh chị thấy là tôi có một ly nước rất là nóng và một ly nước đá. Thì bây giờ anh chị nghĩ là mình nên dùng cái ly nào để uống? Chắc là gì dùng cái ly nước đá ha. Bây giờ mình pha nước này lại vào để cho nó ấm để mình uống ha. Thì thông qua cái hình ảnh này thì các anh chị hình dung được cái ly nước nóng cũng giống như là khi mà mình nổi giận, khi mà mình khó chịu, khi mình cọc cằn, mình tức tối trong mình của mình, thì lúc đó người ta sẽ không dám gần mình, mọi người không dám đụng vô mình. Mặc dù nhìn ở bên ngoài thì hai cái ly nước này trông có vẻ nó giống nhau, nhưng mà tại sao chúng ta không chọn cái ly nước sôi để chúng ta uống? Bởi vì chúng ta biết rằng nếu mà mình chạm vào cái ly nước đó thì mình sẽ bị phỏng, đúng không? Thì cũng giống như một người mà nóng nảy vậy đó. Tại sao mình không muốn tới gần họ? Tại sao con mình không muốn nói chuyện với mình? Tại sao chồng mình, vợ mình, cái người thân của mình không thích dành thời gian để trò chuyện bên cạnh mình? Là bởi vì mình nóng nảy quá. Người ta rời với mình, người ta gần mình, người ta bị phỏng, người ta bị đau, người ta bị tổn thương. Tại sao Trương Phi là một người tốt giỏi chứ, nhưng mà khi bàn những chuyện lớn lại không có Trương Phi ở trong đó? Là bởi vì quá nóng nảy nên không làm được đại sự. Vậy cái vấn đề của những người nóng nảy này nằm ở đâu? Mỗi ngày thì mình gặp phải là kẹt xe nè, cãi nhau nè, người ta không hài lòng nè, người ta khó chịu nè. Tất cả những thứ đó nó xảy ra nhăn nhãn mỗi ngày. Mà không lẽ cứ mỗi lần nó diễn ra như vậy là mình nổi điên lên, mình cự lên, mình la lên, mình khó chịu? Nếu mà như vậy thì cuộc sống mình rất là khổ luôn, đúng không? Thật ra tất cả những thứ đó nó không phải là nguyên nhân của cái việc mình tức giận hay mình khó chịu, mà nó chỉ là một tác nhân tác động thêm thôi. Và con người của mình khác một cái ly nước như thế này nè, là mình có thể thay đổi được cái phản ứng của mình lại. Tất cả những thứ bên ngoài chúng ta không kiểm soát được. Làm sao bạn kiểm soát được người khác nghĩ gì, người ta nói gì, người ta làm gì? Nhưng cái thứ duy nhất mà mình kiểm soát được đó chính là kiểm soát được cái cảm xúc, cái nội tâm, cái suy nghĩ, cái lời nói và cái hành động của mình từ bên trong. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao để con người ta bớt nóng giận? Điều đầu tiên là mình bớt đòi hỏi lại. Mình khao khát nhưng mà mình không có kỳ vọng. Thứ hai là bớt dính mắc lại, độc lập hơn, tự chủ hơn. Độc lập tự chủ thì lúc đó cuộc đời mình bớt đòi hỏi người ta. Mình không đòi, mình không phụ thuộc người khác thì mình không có còn khó chịu người ta nữa. Và thứ ba, khi mình có những vết thương trong tâm hồn thì mình cần phải học, mình có phương pháp chữa lành. Mình chữa lành những cái trải nghiệm đau khổ, những trải nghiệm sai lầm, những trải nghiệm bị tổn thương trong quá khứ. Thì khi giải quyết được ba bài toán này thì tự nhiên cuộc đời của mình vui vẻ, êm nhẹ và sống một cuộc sống rất là ôn hòa. Mà nhớ nha, hòa khí mới sinh tài. Chứ bạn đừng có để mình nóng nảy như là Trương Phi. Mặc dù là cái người rất là tài năng, nhiệt tình chứ lắm, nhưng mà không có thể làm được cái chuyện đại sự. Và thậm chí là người ta cũng không dám tới gần của mình. Riêng bạn thì bạn muốn mình là một cái ly nước lạnh hay là nước nóng? Và nếu như trong trường hợp mà bạn nóng giận, bạn sôi lên như vậy đó, thì ngoài những cái điều mà tôi chia sẻ cho bạn thì bạn còn có cái giải pháp nữa không? Hãy để cái bình luận bên dưới nha. À mà khoan, còn tôi nha, ở bàn làm việc của tôi thì thường có hình có con thôi. Cứ mỗi lần mà tôi tức giận á, tôi khó chịu á, tôi chỉ cần nhìn tấm hình, nhìn thấy hai cha con tự nhiên mình vui, mình mát mẻ. Nhớ nha, để cái hình mà người mình thích nha, để cái hình mà mình ghét là nhìn vô là điên hơn nữa đó. Ngoài ra à, khi mình đi ra ngoài á, tôi có cái ví. Trong cái ví tôi cũng để hình con của tôi. Những lúc mình mệt, những lúc mà mình căng thẳng á, à, mình thấy mình điên lên á, mình lấy hình con của mình ra mình nhìn, cái tự nhiên mình dịu mát à. À, đây là bí quyết của tôi nha. Còn bạn, nếu mà để hình trong bóp của bạn để hình ai? Comment xuống dưới chia sẻ cho tôi biết nha.